Tiếp tục sẽ là những thông tin liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong. Được biết là 150 người đã được huy động để tìm kiếm trong nhiều ngày bé trai mất tích, thậm chí đã từng 20 lần đến khu vực con suối nơi phát hiện thi thể cháu bé để tìm kiếm. Cụ thể, trưa ngày 20 tháng 10, hàng xóm của gia đình bé trai mất tích nhận được cuộc gọi thông báo về việc đã tìm được bé tại một con suối gần nhà. Nhóm tình nguyện 4 người từ thị xã Bến Cát đã đến khu vực gần nhà bé để hỗ trợ. Sau gần 10 phút tìm kiếm thì họ đã nhìn thấy bé nổi lên ở con suối. Người hàng xóm này sau đó đã gọi điện thoại báo cho ba của bé về việc đã tìm thấy con. Ngoài lực lượng chức năng thì người thân, nhóm hỗ trợ gồm 150 người cũng đã đổ đi tìm bé. Những người này đã tìm kiếm từng lô cao su, từng dòng sông, từng ngõ hẻm, đặc biệt khu vực con suối nơi tìm thấy thi thể của bé. Nhóm tìm kiếm đã đến khoảng 20 lần trước đó nhưng không thấy bé đâu. Được biết, quãng đường từ nhà bé đến con suối khoảng 400m, đi qua nhiều mương rãnh, cỏ cây rậm rạp. Một đứa bé 7 tuổi rất khó đi qua được khu vực này, huống chi bé chỉ mới 2 tuổi. Hiện Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang điều tra, khám nghiệm tử thi và sẽ có kết quả sớm nhất để xác minh xem có dấu hiệu hình sự trong vụ việc hay không.